chuyện đó thôi, rồi cho anh mượn một món tiền để anh giải quyết vô cái hoạch đất đai của anh, rồi cho anh đỡ tính mạng. Mà anh không chịu nói thì thôi, làm sao được, làm sao thì anh phải đi làm thôi. Đúng mà rồi. Thay vì con em mà không có giúp cho anh mở tiền á, để anh trả bớt cho tiền đất anh đó, thì anh thí dụ anh muốn làm một tháng 60 triệu gì đó, để anh trả cho tiền đất tiền đai của anh. Hả? Không sao đâu, tôi em để coi như anh theo sát cái chương trình này đến khi mà Thạch Sarin qua Úc thì thôi, anh nói cho em biết rồi á. Dạ đúng rồi. Nói chung là như thế này này. Nói chung là như thế này Thùy này. Thì cái câu chuyện này á thì cũng đã đưa lên mạng xã hội rồi. Đó, giờ á coi như em cũng coi như với cô cũng có cái lòng tốt giúp đỡ Thạch Sari qua bên đó để coi như thứ nhất là lập nghiệp, thứ hai là có cái tương lai nó sáng ngời hơn. Thì anh cũng làm bên chương trình, thì chắc hẳn là coi như khán giả họ cũng đang theo dõi cái câu chuyện này. Đó, thì anh cũng theo bám sát luôn cái chương trình này cho khán giả biết đến khi Thạch Sari coi như thành đại gia luôn nha. Không. Một ngày á, một ngày làm ở Úc á, mấy anh mà đi làm ngày ở Úc tầm bỏ, em nói tầm bỏ cũng được mấy triệu bạc một ngày. Để coi, không có, nếu như $200 là rẻ nhất là béo, thì có béo luôn á, là $200 là nếu như mà anh Thạch, cỡ như anh Thạch qua đây á, anh làm một ngày á, ít nhất một ngày nha, ít nhất cũng 5-7 triệu là hello. Cũng như mới qua á, một ngày á là như vậy đó. Nói chung thì giờ cũng có rất nhiều người cũng muốn có nhã ý giúp đỡ Thạch Sari vào cái lúc này, nhưng mà nói đúng ra thì cũng là cái duyên thôi. Em mà giúp đỡ được Thạch Sari qua bên đó mà coi như làm cái công việc cho nó ổn định á, thì đó là cũng là cái phước của Thạch Sari coi như được hưởng. Còn ví dụ như mà làm ở Việt Nam á thì công việc á thì thu nhập nó cũng không được bao nhiêu, ví dụ là cao á thì ngày 500-700 thì cũng làm 8 tiếng rồi này kia rồi á. Còn mà ví dụ như là có cái cơ hội mà đi qua bên đó thì anh cũng mong sao là coi như cô cùng với em là giúp đỡ Thạch Sari đến coi như cuối cùng. Dạ cái đó anh đừng có lo, tụi em không có nói xạo đâu, không có nói bậy đâu, không có nói mà không có đâu, không có nói lỡ mà đi, coi như lòng lỡ mà đi nói khùng nó đi. tối suốt đêm hôm qua nghe chưa, là anh thông báo với nó là có bà cô làm xây dựng ở bên Úc á, là coi như cũng muốn là coi như giúp đỡ Thạch Sari ra qua bên đó làm. Suốt đêm qua nó đâu có ngủ đâu. Dạ. Nè, em nói này, cũng như á, qua bên Úc mà mới bằng đầu vô làm hồ hay là đi hái trái cây gì đó, thì mới vô làm mà còn dở ẹt vậy đó, thì ít nhất một ngày ha, là em bảo đảm từ 3 triệu trở lên, rồi dần dần 5-6 triệu, 6-7 triệu, 7-8 triệu, ít nhất cũng là 3 triệu, không có rẻ nữa. Bất gạch hay là sơn hay là diễn gì đó, cái đó em nói ít nhất thấp kém nhất đó. Người mà không biết nghề ngỗng nhớt vô người ta còn dạy. Vậy đó. Thì nói chung là mỗi người có mỗi cái số phận mà. Giờ ví dụ như ai cũng muốn coi như có một cái gia đình hạnh phúc, có những cái đứa con ngoan. Đấy, nhưng mà coi như không may coi như nó như vậy rồi. Thì qua cái chương trình của anh á, thì cũng em cũng nói chung là cũng tin tưởng. Thì anh cũng rất cảm ơn, cũng đã coi như tin tưởng cái chương trình của anh và giúp đỡ Thạch Sarin. Thì nói chung là anh á, khi mà anh đã vào trong cái công việc gì, kể cả như Thạch Sarin,
thì coi như anh cũng phải coi như theo dõi, ví dụ sau này qua bên đó chẳng hạn mà có cái gì á, thì coi như anh cũng coi như mất cái uy tín, mất cái danh dự của anh. Trời ơi, anh ơi, ở Hòn Úc không có cái gì đâu anh ơi, Không, thử đã đang nói là ví dụ như mà thạch sarin mà có cái thay đổi gì á, chứ không anh không nói là bên 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 Úc là ấy. Em hiểu ý anh mà không? em nói trước nè, anh thật cho anh á, dầu cho anh đi qua Úc sau này anh có được giàu sang, anh cũng không có phụ nghĩa quên mấy cái tình cái nghĩa, mấy cái người mà có lòng tốt giúp anh, giống Không, như hôm nay anh là không, anh không nói đến những giống cái như chuyện đó. Vì anh đang nói là ví dụ như là coi như cái mà mình nhớ, nên là anh cũng phải coi như là theo dõi bám sát thạch sarin. Em hiểu hiểu ý anh không? Tới tới chừng nào mà coi như nó được đi để đưa lên cho cộng đồng được biết, chứ chứ không có là coi như ai mà biết được, đúng không? Đó, để cho biết là những người mà coi như có những cái gì người ta thay đổi, để coi như người ta coi như làm người tốt, để cho có người giúp đỡ. Ừ, đó đó là cũng cũng là một cái tốt mà, đúng không? tốt tốt lắm. Nghe em nghe cô em giúp cho anh hấp thu luôn vậy em cũng vui, là tại vì cổ giúp cho ai mà chịu làm theo lời cổ nói là đều được đi À, hết. Đã có một cái chị cô kia làm cho văn phòng luật sư như chú mà à, chị tôi là có cái khó ông khó ấy. một cái là coi như cái đi học tiếng Anh thôi, là đó là cái khó khó cái đó. Vì tiếng Việt Cái đó là tiếng Việt nó chưa biết. ai học cũng được, em nói nghe nè, cũng như ai mà đi nước ngoài á thì đầu tiên ở Việt Nam cũng đâu biết tiếng Anh đâu, nhưng mà rồi thì cũng phải học mới vô, như dịch nghe xong vậy đó, mà cố gắng một ngày một từ hai từ viết thì nó giỏi, viết là cái nó vô 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 à, anh biết không, ai cũng vậy mà. Ảnh là anh không biết cái chữ nào hết trơn, như anh học tiếng Anh thì giống như ảnh còn nhớ đi, mới lên ra rồi đi học cũng nhớ, học lớp một ớt đi biết tiếng Anh vậy đó, chứ có cái gì đâu mà đợi tới biết tiếng Việt mới học tiếng Anh được sao. Anh học có biết tiếng Việt á, mà anh học tiếng Anh á thì anh còn không có sợ anh bị lẫn lộn nữa, hiểu không? Còn dễ nữa, còn học biết tiếng Việt rồi cái học tiếng Anh cái lẫn qua lộn lại, chỉ như trường hợp mấy đứa mà học lớp 8, 9, 10, 12 sau này là học ở Việt Nam là đều là có dạy anh văn hết á, thì nó có kiến thức này nó tiếp thu nhanh thì cái đó phải, còn nếu như mới bắt đầu đi học á thì tiếng nào như tiếng mấy thôi hả. Hiểu không, em biết lỡ lỡ nó còn bị lẫn lộn đó. Chẳng hạn anh không biết gì hết thì dễ. Nói chung là cũng vui vì là cái như trong cái họa đó, nói chung là cũng có cái may. Nhờ vợ xấu vậy, rồi nhờ cái ông Thanh Hải vậy đó, ổng khùng ba trận quá vậy anh học sinh mới định nổi tiếng mới được coi em giúp. Chứ nếu như mình gió lặng sóng im thì làm sao mà anh thật sự anh sau này được đổi đời. Đúng rồi. Sau sau là Dạ cái như về Việt Nam là cái như thạch sarin Việt kiều Úc về ha. phải, tới lúc đó anh muốn xe đưa ảnh nha, anh muốn Ha, xe đưa ảnh nha, tới lúc đó anh muốn xe đưa ảnh nha. không biết là coi như anh lấy tiền đâu mướn xe mà rước cái gì. Cứ quan trọng là cái lúc đó có nhớ đến Thành Trung là ai nữa hay không thôi. Trời ơi, nghe thật thương anh chứ nó không có quên nghĩa đâu. Năm nào qua đây mà. Cái lúc đó là cái như gặp Thành Trung ngoài đường, ủa ai vậy? Mấy người vậy thì cô em không có giúp đâu. Có Nói đâu đùa đâu. thôi, nói giỡn thôi. Thôi là ấy, nói chuyện với Thành Sarin lúc này rồi coi như tắt máy này, máy anh cũng sắp hết pin rồi nha. Rồi có gì rồi coi như liên lạc với anh nhé. Anh Trung ơi em nói nè, một Nói lát đi. nữa khi cúp xuống á, thì anh gửi cho em cái số sao của anh với lại cái số phone của anh xin chứ Rồi. thôi nói cho không anh ngại mất mất lòng tự trọng của người đàn ông tốt của anh biết Dạ, không. rồi rồi, ok. Rồi nè, anh nói chuyện với Cảm em ơn nè. em. Anh nói chuyện với em nè. Rồi em nói chuyện xong lát đi ăn cơm uống thuốc uống men rồi vô. Rồi vô có sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi rồi. Anh gắng cố gắng nha.
Rồi ok, vì Cố em gắng anh cũng nha. Anh ráng, vì em ủng hộ tinh thần anh cũng ráng học cho biết chữ với người ta. Thì anh thì cũng anh học lóm của con anh cũng nhiều câu, ví dụ như nói stopuri gì đó, mấy chiếc trái cây này trái cây nọ đó, anh có học lóm với con nhiều lắm, cũng có học được một số, ví dụ như rồi sau ok. này con gái của anh mà con gái út của anh mà qua đây là thôi tương lai ngút trời luôn. Rồi, ok, anh hiểu rồi. Con em mới thương người già với con nó chịu lắm, anh đừng lo là Rồi. bằng mọi cách là con em sẽ nếu như là nó là sẽ làm cho con gái anh qua đây khỏi lo để qua đây để cho nó thành người tốt. Rồi, ok, anh Yeah. hiểu. Giống anh là thông minh đứa nào chắc cũng thông minh lắm mà một trai đứa kia quá. Anh nói em hai đứa gái anh đẹp đẹp gái lắm, hai đứa lớn nó đẹp đẹp gái lắm, nhưng mà con gái mà nó không biết tánh nó như thế nào anh cũng không hiểu. Thật luôn, anh không hiểu luôn, anh không ngờ. Nói em nói rồi ở bạn học học theo bạn nhau học đòi theo nhau bắt chước theo nhau với là đồ cũng bắt Tại chước vì nó hai quen bạn trai đó em, nó quen bạn trai rồi giờ nó muốn đưa anh vào tù đi, để gọi là nó ở ngoài nó quen bạn nó, gọi là đi đến hôn nhân sớm hơn 15 tuổi. Còn nếu nó nghĩ là đưa anh không vô phải chổng, chị bà không đưa anh vô chổng sớm, không phải không đưa anh vô à chổng ở ngoài này thì nó lại không, anh lại đưa thằng kia vô tù. là nha gì gì thôi để anh nói chung mấy chuyện điện thoại của anh quá lo mất thời gian anh quá Rồi, đó, chúc em điện cho anh biết số nha. Rồi ngày mai anh dạ. đi, mai mốt anh đi lấy cái thẻ tài khoản ngân hàng anh ở trên kia về. Dễ, anh làm thẻ rồi nhưng mà chưa ấy, nhưng mà giờ cứ gửi cho anh Thành Trung đi em nha. Rồi, giúp anh mua. Bye Rồi bye. ba em Thùy nha. Dạ, Rồi, ba em. chúc anh sức khỏe nha. Rồi, ok em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Sao? Nghe được cái thông tin nữa thì thấy trong người như thế nào? Nói tóm lại thì tia hy vọng của thật Serin này cũng mừng đi. Nói tóm lại là nếu mà có mà trời cao có mắt thì coi như là độ cho thật Serin thì thật Serin cũng mừng lắm. Mà tôi đi cũng Phật Đức Ca tôi đem đi theo. Nếu mà tôi được đi, nếu tại Phật thương tôi mà để cho tôi được gọi là được tội nguyện như tuổi đời còn lại của tôi đó, coi như sống được mấy chục năm thì sống, nhưng mà tức là tuổi đời còn lại tôi, nhưng mà được như mong muốn, như cô đã cô thì đã nêu kiến ra vậy là tôi báo ý. Làm chi mình chỉ sợ không được thôi. Mình đá vậy, mình đá nhưng mà bật không. Còn cái mà đi học tiếng Anh nữa Chờ nè, nè, thì tôi lạnh. à, cái mà đi học tiếng Anh nữa thì coi như có thể là mình Chờ nè. học được không? Học được chưa, mình rắn học được chưa. Trước mắt là viết chữ. Ví dụ như chữ đưa ra thì mình viết theo xong rồi tập đọc. Ví dụ như người ta đọc thì mình đọc theo. Ví như bài hát vậy thôi. Bài hát mà ví dụ như bài hát Việt Nam tôi cũng biết mấy chục bản trong bụng tôi nè. Mà theo theo như Thùy nói á, là coi như không phải là đi ngay được đâu. Đúng rồi, thì cái thời gian nó đâu phải là một ngày một giờ đâu, mình phải học biết rồi, với lại mình còn nhiều cái rắc rối đây nữa nè, cho nên là mình phải giải quyết làm sao cho nó gọi là ngăn nắp bài bản cái đó. Nếu như mà nghĩ về cái tương lai sau này á, thì coi như trong cái thời gian học á, là nó rất dài chứ không phải là một ngày một ngày hai, hiểu không nào? Không phải là ngày một ngày hai thì mình phải cố gắng để mà học thì mới đi được, còn ví dụ như bình thường á mà đi á thì chắc khó. Tóm lại là phải học thôi, bây giờ là sớm nhất được học cái như chúng tôi mong muốn là sớm nhất được cơ quan chức năng vào cuộc. Bây giờ thì cơ quan chức năng vào cuộc rồi thì tôi cũng cảm thấy là coi như đã ổn rồi. Tôi nghe điện thoại nha. Alo. Cười cười nó Tiếp. Gượng cười không ơi, gượng cười em cười vui vẻ lên. cười Cười gì không, nha. gầy sụt mấy 5-6 kg thịt rồi đó. Tôi nói ông thấy hả, tôi tính là vợ tôi đổ tôi qua ngày mình đi vô, nhiều khi mình từ chối cãi không được á, xong cái mình sợ mà vô tới chừng bị bắt cái chổng rồi đâu có ăn đâu, nên tôi ăn có chút cơm với ông là chị Tư cái đem tô cơm mẹ ăn có miếng bỏ lại, ăn có miếng bỏ Giờ lại. không không nói gì đến cái chuyện buồn nữa nữa, Ừ. bỏ.
giờ á là coi như Nhắc tới là nữa. mình bước qua một cái trang mới rồi. À, giờ bắt đầu mình thay đổi, à, bắt đầu mẫu mã này, à, đầu tóc này, để coi như có một cái tương lai mà trước phía phía trước chứ, đúng không? Tóm lại giờ đi học trước, đi làm trước đi, khoan hai vấn đề hớt tóc, tóc cứ để đó đi hết rồi mà không tốn tiền hả? Không, mẹ cứ cắt tóc đàng hoàng, lên mạng là tóc tai phải gọn gàng. Giờ là coi như mình là không phải là coi như kiểu là bị cáo buộc đồ gì nữa rồi, nghe chưa? Cũng đã có Bây rất nhiều cô giờ chú anh chị thương rồi. tôi nói, bây giờ kể cả bây giờ vợ và con tôi có like lên chim này nọ, tôi có gửi mấy câu này cho vợ và con nè. Bây giờ ai mà YouTuber nào mà có điện tới hỏi này nọ, không có nói nhiều nữa, không có gọi là nói gì cả, rồi không có nói tới nói lui gì hết trơn á. Giờ có chuyện có lắng qua rồi bỏ đi, càng nói càng thấy mắc nhục với người ta thôi, đừng có nói gì nữa hết á. Cứ sống mẹ con bà, cứ sống riêng mẹ con bà đi, tôi không dám gặp mẹ con bà nữa đâu. Đó, tôi nói đơn giản, rồi tôi làm có tiền thì tôi phụ gửi nuôi cho con, chứ không phải là tôi bỏ con. Nhưng con cái là bây giờ là tôi sống với bà thì tôi không sống được, bà có hiểu sẵn vậy đó. Tại vì bà làm tôi đã quá sợ hãi bà rồi. Tôi không biết tôi ở với bà tôi chết ngày nào tôi không biết nữa, cho nên là bà cứ ráng sống cái cuộc đời qua còn lại đi. Đó, tôi vấn đề đó thôi. Rồi vấn đề hả, bà cứ gọi là người ta điện bà đừng có bắt máy nhiều quá, nó không tốt cho bà đâu. Rồi bà đừng có gọi là tiếp xúc nữa. Coi chỗ nào về quê gì đó làm công ty thì về đi, chứ đừng có ở ngay cái chỗ đó nữa, người ta sẽ tìm kiếm bà đó. Tôi đã nói vậy với cô thôi, nhưng ai Giờ tìm kiếm bà thì tìm kiếm, nhưng mà đứa con gái Út tôi chẳng có được đụng quyền tới con gái tôi nghe, tôi đã báo trước như vậy, kể cả ai cũng vậy, đừng có đụng tới con gái Út của tôi đó. Những người nào làm sai các ông các bà thì cứ muốn làm gì làm, nhưng mà riêng con gái Út tôi không được đụng, nó mà quýnh vợ tôi này nọ, đụng tới con tôi một bạt tay là không được nha. Quánh vợ tôi, ông mấy ông muốn làm gì cái chuyện đó mấy ông, ai làm sai người đấy nhận. À, còn vấn đề con tôi là không được quyền đụng, báo cáo với một câu như vậy là máu mủ của tôi, con út tôi là không bao giờ đụng tới chạm tới anh em. Còn cái vấn đề mà gọi là mấy anh không có mà gọi là suy nghĩ cặn kẽ, mấy anh nghe vào một phía thì mấy anh chịu thôi, chứ đất nước Việt Nam mình có luật mà, có luật pháp mà, trong khi ở đây là cái gọi là cái địa phương người ta, thì mấy anh tới mấy anh không hỏi địa phương người ta, mấy anh làm chuyện gọi là không có đúng cái nghiệp vụ của mấy anh chỉ là gọi là người dân bình thường thôi. Giờ mấy anh muốn gọi là lên mạng của hống, mấy anh nói là ừ đi bắt vợ con tôi qua phải chịu trách nhiệm. Cái chuyện vợ con tôi qua thì đứng một bên, giữa nó và trách nhiệm và anh thôi. Nó cáo buộc tôi, bây giờ nó rút đơn về là cái chuyện nó giữa nó và tôi, và giữa nó và anh là cái chuyện nó mời gọi anh lên. Còn giữa tôi và anh là anh sỉ nhục tôi với anh đăng lên cộng đồng mạng, thì anh phải chịu trách nhiệm với quan trọng pháp luật, chứ đâu phải mà anh nói như vậy là xong đâu. Alo, cuộc sống em nghèo khổ mà, cho nên em cũng không muốn kéo cái câu chuyện này dài đó nữa. Tóm lại là cái chuyện gia đình em và cái chuyện anh Nguyễn Thanh Hải để em quên, sẽ Đó. khắc sẽ có một cái lời giải bài như thế nào gọi là chính đáng. Đây Bây giờ là cái này. chuyện anh Nguyễn Thanh Hải và chuyện như vậy em mình nói là chính thức Đó. hôm nay, dẹp qua một bên không màng tới nữa. Anh không muốn là coi như nói về cái câu chuyện của em nữa. Đúng, Nói về cái chuyện của anh Nguyễn Thanh Hải hoặc là ai nữa. bỏ sang bên đi. Đó. Mà anh muốn ghi hình em. Từ đây về sau là coi như cho mọi người thấy được là coi như qua cái câu chuyện này là em thay đổi như thế Đúng nào, rồi, bây giờ thì để cho mọi người biết và mọi người hiểu. Còn đây anh nói nha, một ngày em nghe ví dụ như là 50 cuộc điện thoại đi, đúng không nào, 50 người bức xúc đó, rồi ví dụ như là chờ có ví dụ một người nào đó giúp em, hay là coi như có ai đó giúp em chẳng hạn, thì cái đó là cái tốt, chứ cái đó là coi như cái đó là vô cùng tốt. Nhưng mà ví dụ như là ở người này coi như nói giúp, người kia nói giúp, cái lòng em không vững, có thể là coi như em đổ bên này em đổ bên kia. không, em nói anh nghe này, cái lý trí của Thạch Serin là không bao giờ mà như theo cái anh mới vừa phân tích em nghe đâu, không bao giờ những người nào mà gọi là điện về chửi em, như bên bên vợ và con em và bên 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 phần anh Nguyễn Hải thì em sẽ cúp điện thoại liền. Còn người nào mà gọi là có thiện chí để nói chuyện với Thạch Serin và gọi là do vào trong cái nội tâm của Thạch Serin thì Thạch Serin có thể là gọi là tiếp ứng bà con của bác. Còn nếu những người mà gọi là nói chuyện mà không có đầu đuôi câu chuyện, gọi là áp lực về một bên, thì Thạch Serin xin lỗi, Thạch Serin không thể nào tiếp được những người gọi là không có hiểu chuyện như vậy. Còn những bà con cô bác nào không phải là Thạch Serin gọi là coi thường bà con cô bác cộng đồng mạng đâu, rất quý rất thương bà con cô bác cộng đồng mạng, kể cả bên anh Nguyễn Thanh Hải, Thạch Serin cũng đã từng đã quý đã mến.
Nhưng giờ hôm nay là giờ thắng thật đi, nói một câu lần này nữa không là nói nữa, nói vấn đề mấy anh YouTuber nè, giờ không nên điện như vợ con tôi và soi mói những gì gì nữa cả, không nên. Đây là tôi nói một câu như vậy, đã cái câu chuyện nên nó đã lắng xuống. Bây giờ nếu mấy anh mấy chị mà cứ gọi cho vợ tôi giờ moi xé, gọi như là vết thương nhỏ giờ xé ra cho to nữa, thì cái chuyện đó là sau này nếu mấy anh đối diện với pháp luật, cái đó là hoàn toàn mấy anh chịu trách nhiệm. Còn thật stream không can thiệp vô cái vấn đề đó nữa nha, đây là thật stream báo trước. Còn như YouTuber nào thật stream không nêu ý kiến vào con đích chỉ đích danh người đó, không chỉ đúng tên đúng tuổi, nhưng mà thật xin nói chỉ là một số anh YouTuber không nên gọi là bàn luận và điện đài tới con tôi nữa, tại vì nó còn nhỏ, nó không có gọi là cái suy nghĩ của nó không như mình người lớn là trải qua trường đời và sự lớp đâu, trường lớp đâu, cho nên là mình phải suy nghĩ cái vấn đề cái đầu óc cháu nó còn nhỏ, hãy để cho nó thanh thản và hãy để cho nó thoải mái để nó còn cái cuộc sống sau này nữa, không nên soi mói và không nên gọi là kéo nó vào cái cuộc chơi này nữa, bỏ nó ra một bên đi. Bây giờ là mình coi như là để cho nó làm lại từ đầu, coi như là mấy anh mấy chị kiểu như là em gian sinh đi, không nên gọi là có một cái lòng người quá bác ái với cháu, coi như là dị tha cho cháu để cho cháu nó có một cái cuộc sống thoải mái, chứ đừng có nên ngày này anh này điện đi hỏi moi cái này, ngày kia anh kia điện đi hỏi moi cái kia, không nên. Mấy anh làm vậy là tôi không quan tâm, trong khi mình là cũng người Việt Nam chung, người ta làm sai mình cũng có thể tha cho người ta, người ta có thể làm lại từ đầu, đừng có nên làm quá đáng như vậy. Như tôi bây giờ là đính chính là tôi không thể nào quay về với vợ con nữa nữa, nhưng một số bà con cộng đồng mạng nói là tôi chỉ gọi là dàn dựng, hai vợ chồng tôi dàn dựng lên cái vở kịch này để cho là gọi là lấy lòng của Mạnh Thường Quân, xin lỗi những người nào làm như vậy được, những người đó gọi là bây giờ những người đó nếu mà thắc mắc vậy, những người đó hãy điện thẳng cho tôi và đi đến gặp tôi nè, thẳng luôn để gọi là đối chứng đối chấp. Còn nếu mà mấy người nói như vậy thì gia đình của anh em có thể là xảy ra những chuyện như vậy rồi hay sao, anh em suy nghĩ tôi như vậy là anh em đừng nghĩ ra sai quá rồi, tại vì con người tôi nè, tôi là người dân tộc thiệt nhưng mà tôi cũng có một cái tấm lòng gọi là vị tha và không có dựng đi và dựng lại, không có moi móc những chuyện cũ nữa. Bây giờ là chuyện vợ con tôi cũng dẹp ra một bên, và cái chuyện của anh Nguyễn Thanh Hải tôi cũng đặt ra một bên, và cái chuyện của em vợ tôi em ở Bình Dương tôi cũng đặt ra một bên, và mấy đứa em của vợ tôi, bà con bên vợ tôi ở bên Vĩnh Cửu chồng ra chồng gái đó tôi cũng đặt ra một bên, và cái chuyện của thằng bạn trai của là con tôi cũng đặt ra một bên, sẽ khắc có một câu trả lời, cho nên bây giờ là tôi chưa trả lời ai cả. Đó. Kiểu như con gái tôi cũng từng nêu ý kiến gọi là tại sao mà cha mẹ bên bên người ta điền là tôi không bắt máy. Thứ nhất là tôi không bắt máy lý do là trong thời gian tôi đang thụ công việc gọi là công an, đang phối hợp với công an điều tra.